chiến dịch duy nhất Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận. Chiến dịch biên giới là chiến dịch đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận, chỉ đạo, động viên quân và dân chiến đấu. Đây cũng là một trong những chiến dịch bản lề trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, còn gọi là chiến dịch Lê Hồng Phong II, là một chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp do Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1950, nhằm phá vòng vây mà quân đội Pháp bố trí, nhằm cô lập căn cứ địa Việt Bắc, từ đó khai thông biên giới Việt Trung để mở cầu tiếp nhận hàng viện trợ của Liên bang Xô Viết cũng như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mặt khác, Việt Minh sẽ mở rộng căn cứ địa, làm tiêu hao sinh lực đồn trú của quân Pháp và thử nghiệm các chiến dịch quân sự mới của mình. Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, quân và dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng. Tuy nhiên, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta cũng gặp những khó khăn mới. Tháng 6 năm 1949, được sự viện trợ của Mỹ, thực dân Pháp giáo diết thực hiện kế hoạch Rivers. Kế hoạch này lấy tên của tướng George Marie Joseph Rivers, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp ở Đông Dương. Ông này thực hiện chủ trương xem Bắc Bộ là chiến trường chính, chiếm một vùng rộng lớn ở đồng bằng, củng cố biên giới, đồng thời ra sức tăng viện tổ chức quân đội quốc gia bản xứ để làm giảm ảnh hưởng và thu hẹp khả năng kiểm soát của lực lượng Việt Minh, cụ thể hóa bằng cách tăng cường lực lượng trên chiến trường Đông Bắc Bộ, tổ chức một hệ thống phòng ngự mới dựa vào những cứ điểm lớn và những binh đoàn ứng chiến lớn, tăng cường phi cơ và trọng pháo để chống lại các cuộc tấn công của quân đội Việt Minh, đồng thời với đó là mở những cuộc càn quét liên tiếp dữ dội trong vùng hậu địch, nhất là ở vùng Nam Bộ, để củng cố chỗ đứng chân, để lấy lại thế chủ động trên chiến trường. Pháp thực hiện tăng cường hệ thống phòng ngự đường số 4, khóa chặt biên giới Việt Trung, cô lập căn cứ địa Việt Minh với bên ngoài, thiết lập hành lang Đông Tây, cô lập Việt Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, chuẩn bị lực lượng để tấn công Việt Bắc lần thứ hai, để tiêu hao đầu não Việt Minh. Tuy vậy, có thể thấy rằng sau 5 năm chiến tranh, quân đội Pháp tại Đông Dương ngày càng xa lầy vào thế phòng ngự. Bên cạnh đó, tuy có phát triển lực lượng bản xứ, tuy nhiên chất lượng quân đội này lại quá thấp, nên gần như không thể đảm đương được các trách nhiệm trên chiến trường thay thế cho quân Pháp. Bộ chỉ huy quân Việt Minh đã sớm nhận định đúng ý đồ của Pháp, nhanh chóng vạch kế hoạch chủ động tấn công để mở cửa biên giới. Tháng 6 năm 1950, Bác Hồ cùng Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương mở chiến dịch đánh lớn trên tuyến biên giới Việt Trung với mục đích tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở cửa giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Theo kế hoạch tác chiến ban đầu, ta định tập trung lực lượng tiêu diệt địch ở Cao Bằng, đồng thời chặn đánh lực lượng địch lên ứng cứu chi viện. Nhưng sau đó cân nhắc lại, Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương đánh Đông Khê trước, mở màn cho chiến dịch, vừa đảm bảo chắc thắng, vừa tạo điều kiện cho chiến dịch phát triển thuận lợi. Chủ trương này được Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn. Chiến dịch biên giới diễn ra qua 3 đợt, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1950. Chiến dịch do Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận, Chỉ huy trưởng kiêm Chính ủy chiến dịch, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng, làm tham mưu trưởng chiến dịch. Đây cũng là chiến dịch duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận cùng Bộ chỉ huy trực tiếp chỉ đạo. Với lực lượng khoảng hơn 29.000 bộ đội, chúng ta đối đầu với 12.000 lính Pháp và lính của Quân đội Quốc gia Việt Nam. Ngoài biên chế đã được bước đầu thống nhất, các đơn vị chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam bao gồm Đại đoàn 308, Trung đoàn 174 và Trung đoàn 209, cùng với đó là Trung đoàn Pháo binh 675, được huấn luyện quân sự ở Trung Quốc từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1950. Có nhiều tiến bộ trong các kỹ thuật chiến đấu như kỹ thuật đánh bộc phá, kỹ thuật đánh công kiên, song song với huấn luyện quân sự. Một số mặt hạn chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam là các cách thức du kích vẫn chiếm ưu thế, thiếu kinh nghiệm chiến đấu quy mô lớn với yêu cầu hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức và biên chế vẫn còn cồng kềnh.
trình độ tổ chức, chỉ huy chưa đáp ứng được yêu cầu của Hiệp đồng Tác chiến binh chủng. Đây là lần đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam đối diện với bài toán hậu cần quy mô lớn nên tiến hành rất khó khăn. Kết quả thực tế hậu cần chiến dịch, ta đã tiếp viện cho bộ đội 1.886 tấn lương thực thực phẩm, 41 tật đạn dược, cứu chữa hơn 1.550 thương binh, huy động 121.700 lượt người đi dân công, phục vụ 1.716.000 ngày công. Do tầm quan trọng của chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tham gia vào công tác chỉ đạo, tham mưu. Khi chia tay với Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường đi chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: chiến dịch này hết sức quan trọng, chỉ được thắng, không được thua. Ngày 2 tháng 9 năm 1950, sau khi họp Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường ra mặt trận, đoàn hộ tống đi chiến dịch mang mật danh Thắng Lợi. Đây là lần đầu tiên đoàn hộ tống đi theo có tới 6 người. Trên đường đi, ghé thăm một đơn vị thanh niên xung phong, làm được phục vụ chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thanh niên 4 câu thơ, về sau này là khẩu hiệu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Ngày 10 tháng 9 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến sở chỉ huy ở làng Tả Phạch Tử, phía bắc thị xã Cao Bằng. Ngày 13 tháng 9 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời sở chỉ huy chiến dịch để đến mặt trận Đông Khê, trực tiếp theo dõi và chỉ huy trận đánh mở màn. Bác chỉ thị cho bộ đội: dù khó khăn đến đâu cũng kiên quyết khắc phục, đánh cho kỳ thắng trận đầu. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trung đoàn 147 và Trung đoàn 209 của Việt Minh chủ động đánh chiếm căn cứ điểm Đông Khê với mục đích cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế phòng thủ của quân đội Pháp trên đường số 4. Đông Khê do hai đại đội lính Lê Dương thuộc tiểu đoàn số 2, Trung đoàn 3 Lê Dương chấn giữ. Đến ngày 18, cứ điểm Đông Khê hoàn toàn thất thủ, mặc dù được không quân Pháp yểm trợ. Pháp nhanh chóng điều động quân đội ở Bắc Bộ thực hiện cuộc hành quân kép, một cánh do Trung tá Lopez chỉ huy hành quân từ Thất Khê nhằm chi viện cho căn cứ Đông Khê, mở lại đường số 4 và thu hút lực lượng quân Việt Minh. Một cánh do Trung tá Charton chỉ huy rút từ Cao Bằng xuống gặp Lepa ở Đông Khê. Tuy nhiên, Việt Minh đã sớm bố trí các thế trận chờ sẵn. Đại đoàn 308 đã chiếm các cao điểm quan trọng ở các ngọn núi Ngọc Trà và Khâu Luông, từ đó khống chế được Đông Khê và đường số 4. Ngày 1 tháng 10, các trận địa mai phục của đại đoàn 308 Việt Minh tiếp tục đánh thiệt hại và làm tiêu hao cánh quân của Lepa. Đến ngày 4 tháng 10, tiểu đoàn dù Lê Dương số 1 của Pháp đã bị thiệt hại nghiêm trọng và buộc phải rút chạy khỏi Khâu Luông, chạy về cố thủ với nửa binh đoàn còn lại ở thung lũng Cốc Xá, cách Đông Khê 6 km về phía tây nam, để đợi cánh quân của Charton rút về từ Cao Bằng. Trung đoàn 209, hay còn được gọi là Trung đoàn Sông Lô, đã hành quân lên Quang Liệt, phía bắc Đông Khê, để chặn đánh binh đoàn Charton. Ngày 6 tháng 10, cánh quân của Charton cũng đã đến được Cốc Xá và bắt liên lạc được với quân đội của Lepa. Đại đoàn 308 lập tức bao vây Cốc Xá và cao điểm 477. Trung đoàn 209 chặn ở phía bắc, phía nam, Trung đoàn 107 chốt chặn đường rút ở Cốc Tồn, Khâu Pia. Sáng sớm ngày 6 tháng 10, Trung đoàn 36 bắt đầu tấn công Cốc Xá và đến buổi trưa gần như toàn bộ binh đoàn của Lepa đều bị xóa sổ, chỉ còn khoảng 650 lính trên tổng số 2.500 người. Số ít còn lại chạy sang cao điểm 477 cùng với chỉ huy Lepa. Nhưng tại 477, 5 tiểu đoàn còn lại của đại đoàn 308 quân Việt Minh cùng trung đoàn 209 đã vây chặt quân của Charton. Hai bên đánh nhau quyết liệt tại các cao điểm. Đến chiều, binh đoàn của Charton trở nên rối loạn khi biết binh đoàn của Lepa đã bị xóa sổ. Charton đã tập hợp những người còn sống rút khỏi cao điểm 477 để mở đường máu trở về Nà Cao. Nhưng đến chiều thì bị bắt làm tù binh với toàn bộ ban tham mưu. Những quân lính còn lại của Lepa với chỉ huy của mình mất liên lạc với Charton, đã tìm cách rút khỏi đường rừng để về Thất Khê. Nhưng đến sáng ngày 8 tháng 10, Lepa cũng đã bị các chiến sĩ của Trung đoàn 88 Đại đoàn 308 bắt làm tù binh với các sĩ quan tham mưu của mình. Tính đến ngày 8 tháng 10, quân Việt Minh đã loại khỏi vòng chiến đấu 8 tiểu đoàn quân Pháp, làm suy sụp kế hoạch phòng thủ biên giới. Trước nguy cơ Thất Khê sẽ lại bị tiêu diệt như Đông Khê,
Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã ra lệnh rút khỏi Thất Khê. Ở các địa phương khác, Việt Minh tiếp tục quấy rối, không cho quân Pháp thực hiện các cuộc chuyển quân lên tiếp viện mặt trận Cao Bắc Lạng. Đến ngày 17 tháng 10, Việt Minh chủ động kết thúc chiến dịch. Dưới sự uy hiếp của Việt Minh và sự hoảng loạn của toàn bộ chỉ huy Pháp, đến ngày 22 tháng 10 năm 1950, quân Pháp phải rút bỏ hoàn toàn khỏi các cứ điểm còn lại trên đường số 4 như Thất Khê, Na Sầm, Đồng Lập, Lạng Sơn. Với thiệt hại rất nặng về trang bị, chẳng hạn quân Pháp đã bỏ lại nguyên vẹn ở Lạng Sơn cho Việt Minh một số vũ khí đủ để trang bị cho một đại đoàn. Việt Minh đã đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra, thành công hoàn toàn trong chiến dịch. Theo số liệu thống kê thì Việt Minh đã loại khỏi phòng chiến đấu khoảng 8.300 lính đối phương, thu giữ khoảng 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. Khai thông tuyến biên giới Việt Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập, mở rộng địa bàn kiểm soát lên đến 4.000 km2 và 35 vạn dân cư. Ý nghĩa lớn nhất về mặt quân sự của chiến dịch không phải là số đất chiếm được hay số quân bị bắt. Sau chiến dịch này, Việt Nam hoàn toàn thoát khỏi thế bao vây. Chiến dịch khai thông một đoạn biên giới dài nối Việt Bắc với các nước đồng minh lớn, một dải liên tục đến tận châu Âu. Hàng loạt đồng minh quan trọng nhất công nhận Việt Nam công khai ngay tại thời điểm này. Về phía Pháp, họ mất quyền chủ động quân sự trên chiến trường, cũng mất luôn cả quyền chủ động về ngoại giao, chính trị. Thất bại ở chiến dịch biên giới năm 1950 là chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.